Ủa, em có thể nhắm mắt. Ê, cho xong cái màu nó có tan xong đẹp nó đều quá. Đều quá đúng không chị? Vậy anh tán bằng tay hay là bằng cỏ? Anh tán bằng cỏ. Và anh có sử dụng thêm cái nhũ nhưng mà là nhũ bằng nước á, thì anh sẽ tán nó, sau rồi sau đó thì anh sẽ lót một ít phấn bột lên trên. Để cho nó giữ lại, nó khô, nó không bị đóng sọc. Thường thì khi mà mình đánh son lên trên mắt hoặc là mình đánh màu má lên trên mắt mà nó vào những cái chỗ này nè, thì nó hay bị đóng sọc. Đúng rồi. Bởi vì cái son nó rất là nhiều dưỡng chất. Cho nên là ngay từ cái bước đầu tiên khi mà muốn sử dụng son để trang điểm lên trên mắt, lên trên mặt là phải tiết chế cái độ cái dưỡng. Mình chỉ dưỡng cấp nước chứ anh không để cái mà nhờn nhờn như cream lên trên đó, bởi vì trên son có cream. Ui mà hay quá, không em không nghĩ sao chị, em thích cái này ghê, cái này nè.